giới cho anh em một cặp. Cặp này là cặp Lotha Weider và kẹo Hattenham và kẹo mềm. Mình có hai loại kẹo như vậy. Kẹo mềm mình có 4.5, 5.5, 6.35, 5.52, 5.54, 5.56, 6.35, 6.30, 6.35, 6.40. Hattenham thì mình có loại là 5.52, 5.22. Đây là kẹo mềm anh em ha. Còn đây là Hattenham. Ôi sorry anh em, đây là kẹo mềm, còn đây là Hattenham. Hattenham thì bữa em đã hướng dẫn anh em là mình phân biệt cái bánh ra, đúng không? Cái váy mặn nó có một lớp bên ngoài thì nó là Hattenham. Đây là cặp, đây là mẫu cặp Lotha Weider của bên kẹo mềm nha. Lotha Weider anh em xem thương đó. Những cái cặp lúc nãy là mình đã xăm qua kẹo để mình xem thử coi nó như thế nào. Bao cho anh em là về xăm kẹo sẽ có chóp cơ trong vòng 2 cm nha, 2 phân nha. Đó. Nếu anh em về xăm kẹo á là chắc chắn sẽ có chóp cơ, nếu không có chóp thì anh em đổi lại cho mình bảo hành bảo dưỡng. Còn anh em mua cành thì mua kẹo bên em luôn, ví dụ như anh em xài không được thì không phải anh em mua cành bên này mua kẹo bên kia thì xài không được á, anh em đổ do kẹo hay do cành thì anh em mua kẹo mua cành bên em luôn thì lỗi cái là em sẵn sàng đổi cho anh em đó, là mình biết là lỗi do kẹo hay là lỗi do cành ha. Khương rất là đẹp, bây giờ mình sẽ xăm khương cho anh em xem. Thank you.
hàng và về là vệ sinh đầy đủ hết cho anh em rồi, anh em chỉ việc ráp vào chơi thôi. Đó. Khương rất mịn, đều, đẹp.